Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay bên em có một số mặt hàng hàng Nhật Bản nhá. Em quay video giới thiệu cho tất cả mọi người nhá. Ai có nhu cầu mua cái đồ gì thì hãy nhanh tay alo theo số điện thoại 0975275636 nhá. Số điện thoại em sẽ ghi ở dưới video nhá. Mọi người để ý hộ em này. Bên em là có ship hàng toàn quốc. Địa chỉ cửa hàng của em là ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội ạ. Rồi bây giờ em sẽ vào video và quay từng món mặt hàng hôm nay em có nhá. Ai có nhu cầu mua cái mặt hàng nào thì nhớ rõ cho em là số này và số thứ tự. Em có dán trên từng sản phẩm rồi và giá tiền cũng có trên sản phẩm rồi. Nên mọi người mua mặt hàng nào thì cứ nhắn tin hoặc alo đến số điện thoại em có ghi ở dưới video. Và giá tiền thì đã trên đấy rồi. Nên là mọi người để ý nhá, không cần phải hỏi lại nhá. Em sẽ báo giá tiền chuẩn luôn ở trên video ạ. Rồi đầu tiên là cái này là cái ti trượt tự động. Đây, một bộ của nó gồm hai cái như này này. Một tủ máy. Đây. Và hai cái này để ôm vào cái kia nhá. Mới nhìn ra ban này. Đây em đo cái thanh trượt này nhá. Phi 20 này. Bây giờ em sẽ đo tổng chiều dài của cái thanh này nhá. Vâng, anh ơi, bây giờ để chờ em 20 giây để em đi điều chỉnh qua nhé. À, bây giờ là tổng chiều dài của cái này nó là 78,5 đây này. 78,5 nhá. Cái thanh này em đo nốt luôn này. Thanh này nó là 83 nhá. Đấy, thanh gen này là 83 này. Bộ này thì nó không có số đâu, nên là gọi là bộ số 0 nhá. Bộ số 0 này. Cái này 800.000 cái bộ này nhá mọi người nhá. Đấy, 800.000 cái bộ không số này này, bộ ti trượt tự động này. Gồm một thanh gen này. Một thanh ti này. Đây. Hai cái hai cái này và một cái củ máy này nhá. 800.000 một bộ như thế ạ. Made in Japan đây nhá. 800.000 cái bộ không số này. Rồi, giờ xong cái bộ này rồi nhá, em bỏ qua đây nhá. Đó. Ai mua thì cứ nhắn tin cho em theo số điện thoại em có ghi ở dưới video rồi nhá. Đây, hôm nay em có 4 cái mũi khoan nhá. Mũi khoan ấy, cái này là cái đột này. Số này 1, 2, 3 50.000 một cái nha. 50.000 một cái này. Con mũi khoan số 3 này để em đo nhé. Đầu này của nó là 12, 13 nhá. Chỗ này là 13 này. Đó. Còn chỗ này là 17 này. Đấy. Số 1, 2, 3 này là 50.000 nhá. 50.000 một cái này. Con số 4 là một con khoan, mũi khoan đá này. Mũi khoan đá nhá. Số 4 này thì 200.000 nhá. Cái này là lục giác. Lục giác này. Cái này là 14. Em đo chỗ này nó là 14. À đâu đâu, em xin lỗi. 13 thôi, chỗ này nó là 13 thôi. 200.000 nhá. Đây em còn mấy cái đuôi cà lê đuôi chuột đây. Chỉ có còn 17, 21 nữa. Còn 4 cái. Còn 5 cái này. 5 cái này. 17, 21 này. Hôm trước là em bán là 100.000 một cái đấy. Nhưng hôm nay em còn 5 cái này em bán là 80.000 một cái nhá. Bán nốt cho hết luôn này. Make in Japan nhá. Đó. Ui, cà lê đuôi chuột này. 17-21 là 80.000 một cái này. Còn một cây búa số 8 đây. Cái búa số 8 của Quý Việt lần trước nhá. 70.000. Rồi. Còn đây là cái thùng chỉnh hơi này. Em còn có một ít thôi. Nên là ai mua thì nhanh tay luôn nhá. Cái này còn chắc được 15 cái ấy. Khoảng 15 cái thôi.
10.000 một cái nhá. 10.000 một cái chim hơi này ạ. Đấy, anh nào chú nào mình mua thì nhanh tay nhá. Còn cái to này thì là 30.000 này. 30.000 cái to này nhá. To nhất này là 50.000. 50.000 cái to nhất này nhá. Giá em báo trên đây là chưa bao gồm phí vận chuyển đâu ạ. Và bên em có ship hàng toàn quốc. Mọi người để ý hộ em nhá. Rồi, bây giờ em sẽ quay sang cái các cái đồ bên hơi chế máy này. Đây, em còn khoảng 30 cái kim trượt này nhá. Này bán là 100.000 một cái này. Còn khoảng 30 cái thôi nên là ai mua thì nhanh tay nhá, số lượng có hạn thôi ạ. Đây, video lần trước là em bán là 100.000 một cái đây. Nhưng hôm nay sale là 80.000 một cái nhá. Đó, chỉ có video hôm nay em bán là 80.000 thôi nên là mọi người hãy nhanh tay nhá. 80.000 một cái này, còn khoảng 30 cái thôi. Đấy, anh là chú nào mình mua về chế cháo đồ thì nhanh tay nhá. 80.000 này. Rồi bây giờ em sẽ quay đến các cái bên hơi này nhá. Mọi người để ý hộ em này. À, số thứ tự ở trên đây nó có rồi nhá. Giá tiền cũng là ở trên đây luôn này. Đó. Nên mọi người mua gì thì cứ chốt số là được rồi nhá. Còn đâu giá tiền thì niêm yết trên đây rồi. Số 17 này, 200.000 này. Đó. Em bốc được số nào thì em quay số đấy nhá mọi người nhá. Không theo thứ tự nữa đâu. Đây số 8. Số 8 300. Số 8 300 nhé. Đây đây mọi người nè. Các cái số và số này và giá tiền, ví dụ như đây là số 8 này, 300.000 này. Hôm nay mỗi sản phẩm ở trên này là đều được giảm 20.000 nhá. À quên, em xin lỗi, được giảm 50.000. Đó, được giảm 50.000. Số 8 này 300.000, hôm nay sale còn 250.000. Chỉ có hôm nay thôi nhá. Số 17 là 200.000 này thì còn 150 nhá. Số 2 350.000 này thì còn 300.000 ạ. Số 4, 400.000. Hôm nay còn 350 nhá. Con này to mà nặng quá. Số 26 250.000 này, hôm nay còn 200.000 nhá. Đây cái này số 25 với cả 26 là giống nhau này, 250 này, còn thành 200 nhá. Giá sale hôm nay rồi đây ạ, nên là ai mua thì hãy nhanh tay nhá. Số bao nhiêu đây? Số 1 400.000 này thì con này còn 350 nhá. Em mua được rẻ đấy nên là em bán rẻ cho tất cả mọi người luôn, nên ai cũng có thể mua được. Cái này là số mấy đây? Cái này là số 16 này, 200.000 này, hôm nay còn 150 nhá. Là số 16 đấy. Nó bong mất cái tem ra rồi. Cái này là số bao nhiêu đây? Số 13 này 400.000. Hôm nay còn 350 nhá. Đây. Con này khủng nhất luôn. Số 7. Số 7 này 500.000. Thì hôm nay còn 450. Cái này là số 8 này, 400.000 này, hôm nay sale còn 350 nhá. Cứ mỗi sản phẩm là mọi người tự động bớt đi 50.000 này. Đấy, theo giá niêm yết ở trên sản phẩm.